Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị sau một tuần lễ mừng lễ Giáng sinh và đầu năm dương lịch. Thì chương trình của chúng tôi mở đầu xin chào tất cả quý vị khán thính giả, và để mở đầu chương trình chúng tôi xin đọc một cái thông báo của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales về lễ chào xuân đầu năm lễ thường kỳ. Và theo Ban chấp hành cho biết thì lễ thường kỳ đầu năm vào đúng lúc 11:30 ngày 22 tháng Giêng nhằm ngày mùng 1 Tết Quý Mão. Và xin mời tất cả quý vị khán thính giả, quý vị hội đoàn, quý vị đoàn thể và đặc biệt là quý vị cựu quân nhân sốt sắng tới tham dự. Đó là cái thông báo thứ nhất. Và cái thông báo thứ hai là chúng tôi xin thưa rằng là năm nay là không có hội chợ Tết New South Wales, tại vì Ban chấp hành đang bị kiện tụng. Rồi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị đồng hương và quý vị khán thính giả. Và chúng tôi cũng xin mời anh Thạch nói về cái việc mà vận động để thành lập, để tất cả các cựu quân nhân tham dự cái buổi lễ chào cờ đầu năm. Xin anh Thạch. Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Xin chào quý anh trong ban thế sự. Thông báo của Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales. Xin kính mời tất cả các cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở New South Wales không phân biệt binh chủng cấp bậc, xin vui lòng đến tham dự lễ thượng kỳ đầu năm Quý Mão được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Bonnerit lúc 11:30 do Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales tổ chức vào ngày mùng 1 Tết Quý Mão, tức là nhằm ngày 21 tháng 1 năm 2023. Xin kính mời tất cả quý vị. Anh thấy về cái chương trình hôm nay chúng ta chương trình thứ 65 thí sự đó, thì anh cho biết là chúng ta sẽ tiến hành những cái đề mục gì này mục gì rồi để chúng ta trình bày trước ống kính này, trước cộng đồng, trước khán giả của chương trình. Anh Thạch có ý kiến gì anh Thạch? Thưa quý vị, tôi vừa mới thông báo thì có một cái vị thính giả đang gọi điện thoại vào trong cái vấn đề cựu quân nhân á, thì xin quý vị lắng nghe cái ý kiến của thính giả này. Xin cảm ơn quý vị. Xin lỗi vị thính giả, cho biết anh ở đâu và anh gọi vào, anh cho biết là tên tuổi được không vị thính giả? Tôi là người cụ nhân đang sống ở New South Wales. Tôi cũng tham gia với cụ nhân là mấy chục năm nay rồi. Cộng đồng cụ nhân lúc nào tôi cũng tham gia yểm trợ. Nhưng mà một năm vừa rồi ông Phan Quy Bách ông làm hội trưởng cụ quân nhân, nhưng mà anh em tụi tôi là cụ quân nhân nhưng mà không được bầu cử đó, mà hội cụ quân nhân của ông là chuyên môn là bè phái chống phá cộng đồng, không chịu tham gia chung với cộng đồng.
thưa anh, cái hội cựu quân nhân mà ra thông báo mời bà con mà đi tham dự ngày lễ thượng kỳ của cộng đồng đó, đây là cái cựu quân nhân khác, không phải là cựu quân nhân của ông Phan Huy Bách. Thì như vậy thì anh có yểm trợ không? Yểm trợ chứ, tại vì mình là người cựu quân nhân, mà cựu quân nhân nào mà làm yểm trợ đúng cho cộng đồng đó, thì tôi sẵn sàng tôi yểm trợ chứ. Thưa anh, cựu quân nhân này á thì là yểm trợ cộng đồng. Cựu quân nhân này làm lễ thượng kỳ 19 tháng 6. Cựu quân nhân này không có làm lễ hạ kỳ. Cựu quân nhân này không có đi nói xấu cộng đồng. Cựu quân nhân này bầu cử hay là tất cả mọi người đều được là cựu quân nhân thì được đều được bầu cử một phiếu giống nhau, không có cái người nào mà được 30 phiếu, 20 phiếu gì hết trơn đó. Thì và anh có quyền, mỗi người cựu nhân có quyền ra ứng cử và bầu cử một cách tự do, không có phải là kiểm soát, không phải đăng ký, không phải cái gì hết trơn á. Thì như vậy á, thì anh có yểm trợ hay không? Sẵn sàng yểm trợ, tôi lúc đầu cũng sẵn sàng yểm trợ hội cựu nhân và cộng đồng. À, thưa anh, còn anh nói về cái cựu quân nhân của ông Phan Huy Bách á, nói rằng là anh không được quyền bầu cử và họ bầu cử theo cái bè phái đó. Anh có cái bằng chứng gì không? Có một mình anh không được bầu cử hay là nhiều người không được bầu cử thưa anh? Nhiều người chứ, chỉ ở trong cái nhóm bè phái của ổng thôi, trong cái nhóm của ổng bầu cho ổng thôi, chứ những anh em cựu quân nhân khác đâu có được quyền tham gia bầu cử. Dạ, cảm ơn anh. Thì như vậy thì cái hội cựu quân nhân này làm không có làm giống như cô Phan Huy Bách, thì như vậy thì theo anh nghĩ là anh yểm trợ và những người bạn của anh và những người khác có yểm trợ cái hội cựu quân nhân này hay không? Cái nào mà làm đúng như tôi thì tôi sẵn sàng lúc nào cũng vẫn yểm trợ cho hội cựu quân nhân. Cảm ơn anh. Dạ, có cái gì khác nữa thì chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của anh. Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn anh và mời anh tham dự cái ngày lễ thường kỳ của ngày Tết ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Bonnerit. Xin cảm ơn anh. Tôi thưa quý vị khán thính giả, tiếp theo cái mục mà truyền thế sự 65 á, thì chúng tôi cũng xin hướng dẫn quý vị khán thính giả để chúng ta nhìn lại một cái clip của cái cô Hoài đăng cách đây một tuần về cái việc mà cô phỏng vấn ông luật sư Nguyễn Toàn về tất cả những cái quá khứ, những cái xấu xa, theo như là cô Hoài Đăng và ông Toàn nói, tất cả những cái xấu xa, những cái quá khứ, những cái bê bết của cộng đồng trong suốt một năm qua, tính từ ngày 7 tháng 1 năm 2021. Mà cái việc đầu tiên đó, chúng tôi muốn nói tới là ông luật sư Toàn và cô Hoài Đăng đã đồng ý với nhau là nói về cái cuộc họp ngày 7 tháng 11. Trong ngày 7 tháng 11 đó, thì hai người này phê bình về cái chuyện mà mướn rất nhiều security, một cái việc mà hai vị này nói rằng là từ trước tới giờ, từ 40 mấy năm qua không bao giờ có cái vụ đó. Thì anh Thạch, anh có chuyện như thế nào về cái chuyện mà security, mướn security? Tôi có thể nói trước được không hả? Dạ, mời anh. Anh Toàn, tôi biết là có thời kỳ anh là phó chủ tịch của cộng đồng mà anh cũng là phó thị trưởng thành phố Bensound, thì anh biết nhiều hơn chúng tôi về những này cái kia. Nhưng mà tôi nhắc lại anh nghe, cái việc mà mướn CVT đó không phải là cái lần ngày 7 tháng 11 rồi là lần đầu tiên. Cách đây mấy năm có một đã mướn CVT vậy rồi, và chúng tôi, bản thân tôi là một cụ ngăn, tôi phản đối như thế. Tại sao chúng mình không giải quyết nhau được mà phải mướn CVT? Mà kỳ rồi, không muốn CVT là không được. Bởi vì tôi có tham dự ngày 7 tháng 11 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Ngay cả những người trong ban tư vấn giám sát đã là nổi loạn rồi. Nguyễn Minh Triền, Nguyễn Kim Hương, Lâm Xuân trong ban tư vấn giám sát bỏ bàn, không có ngồi bàn tư vấn giám sát mà
sau khi vừa mới khai mạc á, thì những người này lên cúp diễn đàn, cúp micro, nếu không có GVT thì bữa đó là thế nào. Một ông già khác, tôi nói một ông già đó, ông mới bằng tuổi tôi thôi, cái thái độ bữa đó nếu cũng không GVT thì nó tệ thế nào. Ông Vũ Trầm Khải đó, những người khác nữa, ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên cái ban Nguyễn Điện, Nguyễn Mạnh Tiến mà sau này gọi là cái nhóm đồng hành đó, cái thái độ như thế nào, nếu không muốn GVT thì bữa đó nó sẽ hậu quả như thế nào. Thì đó là mà ông Toàn, ông là luật sư, ông phải nhìn lại cái đó. Ông đừng có nói tại sao mà muốn GVT nhiều quá mà ông quên nữa. Không phải đó là lần đầu tiên, lần thứ mấy rồi, từ hồi ông Trương Công Hải làm chủ tịch hội cựu nhân đó, ông Toàn. Tôi nói để mà ông nhớ lại ông Toàn. Để tôi tiếp lời anh Thuận đó, thì xin quý vị thính giả coi lại clip mà cái ngày 7 tháng 11. Rồi, đó là điểm thứ nhất. Tôi nói coi lại cái clip đi rồi ông Toàn, luật sư Toàn sẽ hiểu là tại sao phải mướn security. Nếu không mướn security thì tôi nghĩ là cái ngày đó là đánh lộn nhau, đánh lộn là chuyện thường. Mà chắc có lẽ là coi như cái trung tâm cái người mình chém giết nhau đã cả. Quý vị thấy rằng là mà ngay cả ông luật sư Toàn cũng đứng lên la ó tùm lum tà la. Ông luật sư Toàn coi lại cái clip đó đi, rồi ông thấy rằng ông Tiến phất tay, rồi ông thấy rằng là qua mấy bà đã ra ngoài dơ đít dơ hán gì vô trong nhà thờ tổ. Mà nếu mà ông Huy á, mà ông dạy dột ông không mướn security á, là coi cái bữa đó là coi như cộng đồng tiêu rồi. À, cho nên tôi rất khen ông Huy và cô Cách Hoàng, mặc dù trẻ tuổi nhưng mà biết được cái nhóm người tới bữa đó tới là cốt ý là phá. Nếu như chú không rời, sir, please sit down, otherwise I have to ask you to leave. Please. Chúng ta không thể nào thực hiện được. Sorry. Bây giờ hiện tại ông này vẫn còn đang quấy rối. Xin ông hãy sit down. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải mời ông ra khỏi cái hội trường ngày hôm nay. Security, if you need to call the police, please go ahead. Security, do your job. Mà không phải là mình nói rỡ là họ phá thực sự. Phá thực sự. Thì thành ra ông Bùi Huy và cô Kết Hoàng
mà mướn security là hai người đó rất là giỏi. Nó vậy đó, họ biết được trước được là thế nào mấy tay này cũng vô phá hoại. Mà cái phá hoại ai ấy? Là ông Tiến là rõ, rồi ông Toàn, rồi ông này ông kia đó. Quý vị nhìn vào cái clip, quý vị sẽ thấy đó. Mà xin lỗi luật sư Toàn nha, tài liệu Toàn cũng như là cũng đáng là con cháu của tụi tôi cũng là hàng cha hàng chú đi, thì tụi tôi cũng có nhiều con cháu cũng là luật sư, cũng bác sĩ đồ này kia đây vậy, nhưng mà không có cái thái độ mà gọi là du côn, không có cái thái độ mà hàm hồ, không có thái độ mà đó. Mình có trình độ, có học thức, mình khi mình nói cái chuyện gì mà đặc biệt là ở cộng đồng nữa, cái gì ta phải lên ta nói đàng hoàng, tử tế đàng hoàng, có cái gì thì tại sao ai sợ gì mà mướn xuất đi, đúng không? Tại vì nếu mà không có đấy đó, nhìn thấy ông Truyền, ông Bà Hương, ông Lâm Xuân Linh giật microphone, nhìn thấy ông Phủ Trọng Khải chống gậy lên rồi quánh, nếu không muốn xuất đi thì sao, không muốn xuất đi rồi quánh ông mà chạy hết. Hồi nãy anh có nhắc, anh có nói anh chuyện anh thật, nếu không có gì thì cái gì nữ lưu mặc bộ đồ xanh á, có thể thoát y ngoài đó nữa là sao? Nó quánh luôn cái nhục cho cộng đồng thì bây giờ ông Toàn á là người có trình độ, xin nữ Toàn giống như con cháu tôi xin thưa là luật sư Toàn đi nha, còn cũng như con cháu tôi nói, tại vì luật sư Toàn lúc tụi tôi chiến đấu để mà cho cái lá cờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa này, lúc luật sư Toàn cũng có thể là nó còn rất là nhỏ hoặc là chưa có nữa đó, cho nên luật sư Toàn không hiểu được cái ý định của những người mà bỡ phá đó. Mà ông tôi khen ông Huy với bà cái Toàn á, mặc dù nhỏ nhưng mà biết được cái ý định của đó. Đó là nói vấn đề đó, xin phép luật sư Toàn. Chúng tôi muốn thảo luận với luật sư Toàn, nếu luật sư Toàn cảm thấy rằng là tôi nói cái gì sai á, mời luật sư Toàn lên đây đối chất với tụi tôi và nói anh em mình nhau, chú cháu mình nói một cách thẳng thắn và thật tình. Tôi không có nói gì hết đó. Đó là vấn đề như vậy, thì xin luật sư Toàn còn nói gì nữa không? Trong cái clip khoảng chừng 45 phút gần một tiếng đồng hồ thì rất nhiều chuyện, tại vì họ tổng kết qua một năm qua từ 4 tháng 11 21 cho tới ngày mà họ lập cái clip đó đó. Nhưng mà trong này có một cái điểm mà nó nổi bật lên đó, mà tôi xin hỏi hai anh Thạch và anh Nhuận đó, là có nói rằng là ông Huỳnh Bá Phụng á, tôi không biết ông đó đâu, nhưng mà cái ông đó đã chỉ mặt thẳng ông Thạch mà nói rằng là ông Thạch là cái người phá hoại và không ủng hộ ông Thạch. Thì ông Thạch và ông Nhuận có biết cái ông Huỳnh Bá Phụng là ai không, và coi thử như thế nào? Tôi trả lời trước nha. Ông Huỳnh Bá Phụng về tuổi tác, đàn anh tôi, về thâm niên quân vụ cũng đàn anh tôi. Ông Huỳnh Bá Phụng định cư ở Queensland nhiều năm rồi. Ông Huỳnh Bá Phụng là chủ tịch hội cựu quân nhân này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Queensland rất nhiều năm. Nhưng mà nếu mà ông Huỳnh Bá Phụng nói người khác phá hoại cộng đồng thì tôi nói thẳng ông Huỳnh Bá Phụng là người phá hoại cộng đồng. Tại vì ông Huỳnh Bá Phụng đã chống đối trên cộng đồng ở Queensland cho đến độ mà ông chủ tịch cộng đồng Queensland lúc đó là ông Bùi Trọng Cường đưa ông Huỳnh Bá Phụng ra tòa. Đưa ông Huỳnh Bá Phụng ra tòa thì đưa ra tòa đó, tòa lại xử ông Huỳnh Bá Phụng sai. Nên ông Huỳnh Bá Phụng phải bồi thường danh dự này kia cộng với án phí nữa là 74.000 Úc Kim. Đó là cái chuyện có thật ròn là rõ ràng nha. Thì khoảng thời gian đó ở Sydney này có một phái đoàn đông đảo đi lên yểm trợ ông Huỳnh Bá Phụng để yểm trợ tiền bạc nữa, về tinh thần là trong đó có một ông qua đời rồi là ông Trần Đăng Vĩnh, ông mấy ông khác như ông Lâm Xuân này kia, tôi biết là tại báo đăng, mà lúc đó cái tờ báo rất có ảnh hưởng lên đó đó là ông Huỳnh Bá Phụng ông yểm trợ đó là tại tờ Sài Gòn Times. Trong đó sau cái phái đoàn này lên đó thì có yểm trợ ông Phụng 5.000 đăng trên báo đàng hoàng, chứ không phải mình nói nghe nha, để phụ vô cái chi phí mà 74.000 phải trả án phí phải bồi thường á. Thì tôi đã từng gặp ông Huỳnh Bá, ông
Bùi Trọng Cường, bác sĩ Bùi Trọng Cường hồi tháng 7 năm rồi. Tôi có hỏi lại cái chuyện đó thì ông Cường á, với tính cách là đàn anh giàu rộng, nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ tuổi hơn ông Phụng. Nhưng ông nói thôi forget đi. Thì ông nói là cái chuyện đó không đáng để nói. Đó là trường hợp ông Huỳnh Bá Phụng, mà mỗi lần cái chuyện gì đó ở đây nè, ở Sydney mình nè xảy ra, tôi đã gặp nhiều lần chống anh, một hai lần gặp trực tiếp trong vợ phụng. Tôi hỏi huynh trưởng là với tuổi tác cái này kia, tự nhiên tôi nói nãy rồi đó, huynh trưởng này có việc gì đó, thì ông Huỳnh Bá Phụng nghĩa là con người tỏ ra là ta là phong độ nè, tôi tới đây để tôi giải quyết cái vấn đề ABC gì đó. Tôi nói anh có quyền gì quyết hết đó, mà đã từng làm vậy đó, nên thì Thạch nói để tôi tiếp lời anh Nhuận á. Anh Huỳnh Bá Phụng đó, sau khi anh là cựu quân nhân mà là gọi là xương sống xương sườn của cộng đồng, mà anh là chống cộng đồng, anh là đi kiện cộng đồng, thì giống như là cái xương sống xương sườn ở đây nè, giống như Phan Huy Bách á, là xương sống xương sườn cộng đồng, mà chống cộng đồng, kiện cộng đồng, thưa cộng đồng, đi nói xấu cộng đồng, thì là anh Huỳnh Bá Phụng ở trên đó. Mà rất là có rủi cho anh á, là anh làm tầm bậy, cho nên khi tòa án xử ra là anh mới thua. Anh thua cho nên anh phải bị trả 70 mấy ngàn. Anh mấy ngàn không có tiền á, cho nên thì mấy cái ông ở dưới này mới lên giúp cho anh, ông mới có tiền được, anh thấy không? Cho nên mỗi năm ông mỗi lần ở dưới này có chuyện gì đó, là ở tiểu bang New South Wales có chuyện gì là ông bay xuống dưới này, ông ở lại, ông đàm đạo với mấy cái ân nhân đó, hiểu không? Chứ ông có biết cái chuyện gì ở New South Wales đâu, mà ông có tư cách gì để mà ông xuống đây ông xử cái New South Wales? Ông biết cái gì đâu, ông nói ông không biết cái gì hết á. Nhưng mà ông xuống đây, ông vẫn xuống đây để ông gọi là đầm đà để xử. Thì tôi nghĩ rằng ông xuống đây á, để ông trả lại cái ơn mà tụi những cái phái đoàn của New South Wales cho tiền cho bạc nuôi cho ông. Và ông muốn tiếp tục để nhận cái tiền đó, cho nên ông mới đó. Thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu đó đủ rồi, đừng có nói rằng nói tới cái tên đó thì tôi nghĩ rằng không nên nói nữa. Thì đó thì anh mấy anh, tại mấy anh không phải là cựu nhân, cho nên anh biết là ở đây ai cũng biết Huỳnh Bá Phụng nè. Mà Huỳnh Bá Phụng là ai thì tôi trả lời cho anh như vậy. Cảm ơn anh. Bây giờ mình coi như qua cái mục Huỳnh Bá Phụng đi. Thì tôi xin nói tới một cái vài cái điểm ở trong một cái clip của cô Hoài Đăng và ông luật sư Toàn. Thì trong cái clip mà cái phần thứ nhì mà có nói, cái phần kế tiếp mà có nói là cái cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng người Việt đã từ nhiệm rồi, mà bây giờ là tại sao phải lưu nhiệm trở lại sau khi đứng ra từ nhiệm hết trơn rồi mà bây giờ lưu nhiệm trên đoàn. Thì 38 hội đoàn nó lấy cái tư cách gì mà ra cái tuyên cáo mà lưu nhiệm cái ban chấp hành, rồi còn cũng là cười nhào ông Paul Huy Nguyễn là khi mà nghe nói vậy thì ông Paul Huy Nguyễn nói là ông cũng ngạc nhiên lắm mà khi ông có được 38 hội đoàn đó mà đề nghị để mà lưu nhiệm trở lại, đó là một cái việc làm mà chưa có và vi phạm của nội quy. Thì đó là những cái điểm phê bình của cô Hoài Đăng và ông ấy. Tôi xin trả lời tiếng anh Thạch chút nha. Tôi nhớ là cái ngày mà tiểu bầu cử của liên bang đó, cái ngày mấy tôi quên rồi. Thì ông thân trọng ái đó, ông cứ nói với ông Thạch, tôi là người đứng ngay bên, thì tôi cũng ít có góp lời đó. Ông cứ nói là cái việc mà 38 hội đoàn đó yêu cầu ông Bôn Quy trở lại làm nhiệm vụ xử lý thường vụ chức vụ chủ tịch cộng đồng đó là vi phạm nội quy. Tôi nghe riết tôi chịu đựng không nổi, tôi hỏi vậy chứ vi phạm nội quy là vi phạm cái điều nào? Trong khi đó 38 hội đoàn đó là đại diện cho một số rất đông, còn những cái hội đoàn khác là 39, 40 mấy đó là không có cơ hội để người ta ký tên vô. Thì ông Bôn Quy đó thực hiện cái việc là thỏa mãn sự đòi yêu cầu của dân chúng, thỏa mãn cái số đám đông, bởi vì thỏa mãn cái đám đông đó để điều hành cộng đồng. Bởi vì cộng đồng á, chúng ta là 3-4 em mình đi chung với nhau phải có một người đại diện, chứ không phải là 3-4 em mình muốn vô nói gì nói như nhà khác. Thì cộng đồng cũng phải có người đại diện để nói chuyện với chính quyền cũng phải cần người đại diện nữa.
mà sau khi cái việc mà 38 người đoàn yêu cầu ông Bolivia đó, thì cậu chính quyền đây nó thỏa mãn cái gì đó, cái chuyện gì nó liên lạc với ông Bolivia, cho nên ông Bolivia trở thành một người chánh thức. Còn nói cái chuyện mà tôi nghe nói cái chữ nhiều chữ về trút phế chứ gì đó, mấy người mấy ông này là tôi nói thấy ông nãy rồi ông Thập đang nói đó, mấy ông này đoán con cái cháu tôi, mấy ông giỏi tiếng Anh, mấy ông này cái kia, nhưng mấy ông nói tiếng Việt là mấy ông nói sai. Mấy ông nói trút phế là ai có quyền trút phế ở đây, trút phế là cái cấp lớn ở trên cách chức ông này, đuổi ông này ra khỏi cái việc đó là trút phế. Còn trút phế ở đây mấy ông ai có quyền trút phế, không ai có quyền trút phế, cái chữ trút phế mấy ông sai lắm. Mà bây giờ nói đi nói lại thì ông Toàn à, nói như ông Thạch vậy, ông tôi gọi ông là ông gì, cái danh nghĩa danh dự cái danh ông ở đây là ông phó thị trưởng rồi kia rồi, cho nên ông có ngày nào đó ông rảnh ông chịu được khó đợi nói chuyện với tôi, nói chuyện với mấy chú mấy bác nè về cái việc cộng đồng này, ai quấy ai sai ai đúng, chúng mình phân tích để mà cộng đồng nó tốt hơn. Thấy cái chuyện mà tôi tham gia ngoài này kia đó, tôi gặp rất nhiều người, những người mà gọi điện thoại vô hỏi chợ Tết năm nay có không, cái đó tôi không có. Họ tưởng tại sao, tại mấy ông trong đó có ông không, trong đó có ông nữa, người là những người mà làm cho chợ Tết năm nay không đó, thì ông phải nghĩ lại coi ai sai ai đúng, ai phá hoại cộng đồng, ai làm nát cộng đồng. Thì anh Thái có nói gì hay là Thạch nói gì không? Để tôi tiếp lời của anh Dũng đó. Thì nó nói rằng là ông nói là ông luật sư, xin lỗi luật sư ông nói là, ông rất là ngạc nhiên cũng như rất là đau buồn, tại vì cộng đồng bây giờ là nó buồn tiêu, nó điều hưu tiêu điều. Thì tôi hỏi ông luật sư Toàn, ông cái nhóm của ông vô đánh phá cộng đồng, chữ rúa cộng đồng rồi quậy ra tùm lum dơ đít dơ hán vô trong nhà thờ tổ rồi ông không tới nữa, thì làm sao mà cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng nó không tiêu điều được. Ông là một những ông bác sĩ như ông luật sư của các ông là một trong những người thành viên của cộng đồng, ông thấy cái cộng đồng nó dơ nó giấy thì ông cũng phải một tay, mỗi người một tay thì nó mới sạch sẽ. Không, ông dơ giấy thì ông thấy dơ giấy, ông chính ông làm dơ giấy ra, các ông làm dơ giấy ra, rồi cuối cùng ông nói bây giờ ông buồn quá về cộng đồng nó đây, thì ông muốn buồn á thì tôi yêu cầu ông ngày nào tháng nào ông cũng tới đó, ông quét dọn sạch sẽ cùng với anh em ra rồi ông tới ông sinh hoạt với cộng đồng. Ông Huy ông có làm gì sai thì ông cứ nói ông Huy này ông làm cái này sai, ông làm cái này sai, ông Huy ông làm đúng thì mình phải im trợ ông. Ông không tới mà ông nói cái giờ cộng đồng tiêu điều. Dạ, tiêu điều sao? Tiêu điều là do mấy ông chứ không phải do ai hết á, đúng chưa? Đó, thì cái vấn đề cộng đồng là tôi nói như vậy, và ông nên hiểu rằng tất cả mọi sự việc hiện tại đó người ta đều kết tội rằng là các ông, cái nhóm đồng hành của các ông mà ông Tiến là người đứng đầu, và ông á, ông hoàn toàn á, ông nói ông không có cái gì, nhưng mà ông là người phó chủ tịch cộng đồng liên bang, ông phải có cái trách nhiệm. Ông nói ông việc trúc phế của các hoàng là ông đứng ngoài ông không biết gì hết á, như vậy chứng tỏ ông là người có học nhưng mà ông không có biết bổn phận và trách nhiệm thế nào. Khi ông làm được cái chức phó chủ tịch cộng đồng liên bang thì ông phải có cái ý kiến trong vấn đề liên bang, ít nhất ông cũng phải làm cái này không đúng, làm cái này sai, và ông cũng có tham gia đó. Bây giờ ông nói ông đứng ngoài là sao? Ông đứng ngoài thì ông đứng ngoài đi, ông đứng ngoài ông lãnh cái chức phó chủ tịch cộng đồng liên bang để làm cái gì? Đó là tôi nói mấy chú mấy cháu nha, mặc dù có cái bằng cấp cao nhưng mà đừng có nghĩ rằng tao có cái có cái bằng này, cái luật sư này là tao muốn nói cái gì nói. Bây giờ tôi nói gần 40 mấy cái hội đoàn ở đây, cộng đồng này họ thành lập ra là do các hội đoàn đoàn thể bầu ra. Bây giờ các hội đoàn đoàn thể đa số họ yêu cầu ông Bô Huy ở lại làm việc, ông Bô Huy phải ở lại. Nếu ông Bô Huy không ở lại là ông Bô Huy là người thiếu trách nhiệm. Mặc dù ông Bô Huy tự nhiệm rồi, tự nhiệm là cái quyền của ông Bô Huy, mà tất cả các hội đoàn họ yêu cầu ở lại là cái quyền của người ta. Mà anh đã ra sinh hoạt với cộng đồng là anh phải chiều theo cái ý của các cộng đồng,
của các hội đoàn thể và cộng đồng. Ông Toàn, ông có nhớ rằng tôi đã từng lấy cả 500 cả ngàn chữ ký yêu cầu ông Tiến hủy bỏ cái đơn kiện. Đó là cái ý yêu cầu ông Huy ở lại làm việc. Đó là ý của cộng đồng. Như vậy là họ đúng luật. Các ông cứ nói là không có cái luật, không có luật nào. Cái luật nào mà 38 hội đoàn yêu cầu ông Huy ở lại? Thì cái luật nào mà có 3 người, có 3 hội đoàn lại đi kiện cộng đồng? Khi ông Nhuận, ông nhớ không? Khi mà hỏi ông luật sư á, ông luật sư Ái á, ông nói 38 hội đoàn là bất pháp. Kêu ông Huy ở lại là bất pháp. Thì tôi hỏi còn 3 hội đoàn là kiện cộng đồng đó, 3 hội đoàn kiện cộng đồng là hợp pháp. Đó tôi nói như vậy để anh suy nghĩ đó. Xin thưa thêm về cái chuyện mà nãy anh Thạch anh nói là ông luật sư Toàn đó, ông nói ông tuyên bố là ông đứng ngoài cái việc mà trục phế cái bà chủ tịch liên bang đó. Thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên là khi mà bà cái Toàn thắng lên rồi á, thắng cử rồi á, mà ông Toàn là thất cử, thì cái chuyện là bầu cử thắng thua là cái chuyện thường. Nhưng mà cái vấn đề á, là khi mình bầu người ta rồi, người ta lên rồi mà chưa cho người ta cái cơ hội, thời gian để người ta phục vụ, thì xem thử người ta phục vụ như thế nào đã. Thì mấy ông, trong đó có ông Toàn, là làm cách nào để mà lật đổ cái chức chủ tịch liên bang, mà đưa một cái ông mà không bao giờ bầu cử ở Canberra lên làm cái quyền chủ tịch cái liên bang đó. Thì thấy mấy anh thấy như vậy á, thì phải giải quyết như thế nào được. Mà chúng tôi đồng hương ở đây á, thấy như vậy thì chúng tôi đánh giá cái ban chấp hành mà quyền ban chấp hành của liên bang như thế nào được. Đó, thành thực chí á, nếu mấy anh có nghĩ rằng là thắng á, thì lầm trời mà thua thì lầm giặc. Đó, thì thắng, người ta nói theo cái câu là thắng thì lầm vua, mà thua thì lầm giặc. Thì mấy anh á, nằm ở cái phần nào, nằm ở cái phần thua là mấy anh lầm giặc. Thì bây giờ chờ tới còn có 3, còn có 6 tháng nữa, 5 tháng thôi. Chờ tới tháng 6 năm 2023 thì mấy anh bầu lại, thì cái ấy mình sẽ chọn cái người nào mà có tài năng, có đức độ để leo lái cái ban chấp hành liên bang, thì tôi nghĩ rằng là mới được. Còn cái vấn đề là mà hội cựu quân nhân của ông Phan Huy Bách hoặc là hội cựu quân nhân của ông Thạch ở đây, tôi cũng có nghe ở trên cái clip của Hoài Đăng nói thành lập cái hội cựu quân nhân của ông Thạch, thì nó không có ra cái gì hết trơn, là tại vì đã có hội cựu quân nhân rồi là còn Phan Huy Bách, thì tại sao còn có hội cựu quân nhân của ông Văn Tân Thạch nữa? Thì anh Thạch, tôi có thể tôi nói trước là Thạch chú nha Thạch. Hồi nãy cái một khán giả mà nói vô đó, thì anh đó có thể nóng lòng, anh nói hơi sai. Tại vì ông Phan Huy Bách mới nhận nhiệm vụ hồi 19 tháng 6 năm rồi, tức là nửa năm nay thôi. Nhưng mà bây giờ đó, tôi đã biết ông Phan Huy Bách được bầu làm chủ tịch tổng hội lực, tức là big boss của cả nước Úc, của cụ nhân được Cộng Hòa. Ông Phan Huy Bách cũng vậy, hay là cái hội và ông Phan Huy Bách đứng tên đó, nó đã mất tên từ lâu rồi, nó không có danh sách ở đâu hết. Bây giờ càng ngày á, càng là mang cái nhục cho anh em chúng tôi, anh em cụ nhân tôi nè. Tôi là những thằng đã từng đi khắp nước Việt Nam, 4 vùng nhân lực, đi Campuchia, đi Hà Lào ra. Mấy anh không cho tôi bầu, mấy anh coi tôi không phải cụ nhân gì cái đó, không thành vấn đề của tôi. Nhưng mà cái vấn đề của mấy anh á, là hội cụ nhân ASL bên thao tuyệt giao mấy anh, không cho, không tình liên lạc mấy anh. Hội cựu quân nhân ASL Canly Hay KBC, xin lỗi, Postcode 2166 cũng y chang như cấp ra của ta, không chơi với mấy anh. Điều đó nhục hay là vinh? Chính mấy anh là nhục ở đó. Bây giờ tôi biết là mỗi lần mà mấy anh họp 4 hay 5 gia đình của mấy anh này, mà mỗi lần họp vậy, mỗi gia đình người 2 người thì mấy anh đại diện cho ai?
mới làm việc đại diện cho ai. Anh men cho nên là vì cái nhục đó, xin lỗi, vì những cái nhục đó, đó mà anh Thạch và kể cả của tôi nữa, với một số người, một số gia đình quân đội, 9-10 gia đình rồi, quyết định thành lập một cuộn nhân khác để cho mấy anh đi ra ngoài, đuổi mấy anh ra khỏi sinh hoạt ở đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với, bởi vì chúng tôi có license đàng hoàng, có số EBN đàng hoàng của anh hội cuộn nhân. Đó là cái việc mà tôi có thể nói thách thức với mấy anh nhớ một khuôn mặt tôi nè, người Việt Nam duy nhất và đầu tiên tới bây giờ nằm trong ủy ban NZAC của Úc. Mấy anh đi diễn hành nghề NZAC ở đó, mấy anh thấy tôi làm việc ở đó đó, thì tôi có thể nói chuyện được và tôi có thể làm vinh danh người Việt Nam mình nói được. Các sắc tộc khác nó nói ít ra người, bữa nay trong cái sắc tộc Việt Nam có anh thằng, có thằng Việt Nam làm cái nghề này, mấy anh có làm được không? Tôi, đó là tôi không có tự hào tự phụ gì mà tôi muốn vinh danh cái quân lực Việt Nam hôm qua. Để tôi có ý kiến chút thôi. Hồi nãy anh Thái nói là ông Toàn nó phải chăng là ông thua mà ông làm giặc. Khi tôi xác nhận là ông Toàn ông có nói, ông nói là ông không phải là thua mà ông làm giặc đâu. Ông làm giặc chuyện khác chứ không phải là nuôi làm giặc, cho nên mình đừng mình nói câu đó thì ông xác nhận là ông không phải ông thua mà ông làm giặc, không phải tôi làm giặc. Tôi nói với luật sư Toàn, nói với cháu Toàn như thế này nè. Khi mà chú á, ở trong quân đội, chú với chú Nhuận và những người khác ở trong quân đội mà kéo cái cờ lên á, là nhớ là năm 1972 đó, không biết là cháu còn ở bên kia thế giới hay là mới vừa sinh ra. Thì á, ngay cái ngày đó thôi, cái ngày mà phải dựng cái cờ lên đó, cái đơn vị của chú là thủy quân lục chiến, chết gần 5.000 người, chưa kể nghĩa là các cái đơn vị bộ binh sư đoàn rồi này chết gần 5.000 người chỉ vì dựng cái lá cờ lên mà thôi. Thì bây giờ chú thấy rằng tới bây giờ cái ông chủ tịch tổng hội cựu quân nhân, chủ tịch hội cựu quân nhân của tiểu bang Sawell này, ông làm lễ hạ kỳ, thì cháu yểm trợ cho cái ông làm lễ hạ kỳ hay là cháu yểm trợ cho cái người ta chết vì phải dựng cái lá cờ lên? Đó là cái lý do tại sao chú nói rằng chú không có thù ghét với ông Bách, ông nào cả, bất cứ ông nào mà đem cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, đem cái lá cờ của quân nhân mà vùi xuống dưới đất là chú chống. Và chú chống bây giờ ở xứ tự do này chống gì? Không tẩy chay, không muốn. Và tôi là người sẽ hướng dẫn cho cựu nhân ở đây họ đứng lên làm lễ chào cờ, làm lễ chào cờ ngày 19 tháng 6 không có hủy bỏ đó, rồi tôn trọng cái lá cờ, bảo vệ danh dự cái lá cờ quân lực Nam Hòa, đừng để cho người Úc họ khinh. Thì cái đó là cái chuyện các chú ở đây làm. Đáng lẽ ra luật sư Toàn phải tìm hiểu cho kỹ và phải gọi điện thoại cảm ơn các chú, vì các chú đã làm cái việc gỡ lại cái danh dự mà những cái ông đó, ông đã làm mất cái danh dự cho người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho cha chú, cha ông, cha ông chú của luật sư, cho cha ông chú của các chú ở đây, có bạn bè của các chú ở đây, vì mất cái danh dự đó cho nên phải đứng ra làm. Không có phải là ra làm cái luật, làm cái hội cựu nhân để mà giành 20 phiếu gì hết cả. Không bao giờ không có giành, đó là cái vấn đề. Mong muốn rằng cháu luật sư Toàn đến đây để mà tâm mình tâm sự, hiểu cái chuyện đó. Chú, các chú không có chỉ trích gì, nhưng mà chú có nghĩ rằng cháu luật sư Toàn vì nhỏ tuổi chưa có biết gì, theo cái là mấy cái ông lớn, mấy ông gọi là ông gọi là Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng đó, rồi ai vua chạy theo thôi. Ai vua chạy theo đúng cái ngày mà 7 tháng 11 phải không? Ai vua đứng lên, chính Toàn cũng đứng lên là ó mà. Cái nhìn cái tư cách, tại sao người ta phải mướn cái security? Mình là ó, người ta biết rồi. Đó là chú nói như vậy đó. Thì bây giờ mình ở đây không phải nói vậy là chỉ trích của Toàn ra đâu, mà tất cả mọi người, người nào cũng vậy. Đó là cái vấn đề mà chú muốn nói, cái vấn đề mà tại sao mà chú lập ra cái hội Thủ Đức, cái hội cựu quân nhân thứ hai. Mà đừng có nói thứ hai, cái này là cựu quân nhân thứ nhất chứ không phải là thứ hai đâu.
Tại vì khi mà chú lập ra, chú và chú Nhuận lập ra cái hội cựu nhân này thì hội cựu nhân thứ nhất không có, họ đã bỏ rồi, họ không có đóng thuế, họ không có. Rồi bây giờ có cái ông Thịnh nào đó, ông xin lại, nhưng mà ông xin lại cách sau một tháng cái hội đó, đó là đó. Thì anh thấy cho, tại vì anh Thạch nói đó, tôi nhớ là một việc mà rất là quan trọng mới gần đây thôi nha, cho tôi nói nha anh Thái. Dạ. À, nói về cụ quân nhân, những người đã hy sinh, những người còn sống thì phải biết ơn những người đã hy sinh. Mà mới đây cái ngày mới tổ chức cái ngày bên hải quân tổ chức cái ngày tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân hy sinh trong cái trận Hoàng Sa năm 1974, tuyệt nhiên không thấy những ông cụ quân nhân của cái phe ông Bách có mặt. Tại vì như vậy là mấy ông thế nào, họ hy sinh xương máu họ, cả dân tộc Việt Nam hy sinh nhớ ơn họ, còn mấy ông phụ nhất à, mấy ông đi chỗ khác à. Đó, thành ra cái đó đó, cái vấn đề chính nghĩa hay là phi nghĩa nó nằm ở chỗ đó. Thưa mấy ông, thưa ông Toàn, thì ông phải luật sư, ông suy nghĩ lại cái đó. Vì lý do nào mà những ông cụ nhân hùng hổ lắm, mặc đồ rằn ri, mặc đồ này cái đủ thứ hết, trong những cái việc khác mà trong cái việc kỷ niệm, tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam và không nói riêng của hải quân, mà hãy coi là của quân lực Việt Nam và mấy ông không tới. Mấy ông đi đâu? Đó, tôi hỏi mấy ông rồi mấy ông nghĩ sao? Như vậy mấy ông có xứng đáng để mà đại diện cho quân lực kia, cũ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa của Úc Châu, của New South Wales được không? Mấy ông chiến đáng không biết thế chỗ nào đó. Mà ông Toàn, ông phải nghe cái tôi nói là ông đừng có nói là tôi nói mà một cách nóng nảy như vậy mà tôi nói cái. Tôi nói là bằng với cái máu của tôi, bằng con tim của tôi, không có ai có thể lấy cái máu quân đội ra khỏi con người tôi hết ông Toàn. Để tôi nói thêm một chút nữa nè. Nói với cháu luật sư Toàn, ngày tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày tưởng niệm Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngày tưởng niệm các ông tướng tử sĩ, các ông tướng tự sát trong cái cuộc ngày 30 tháng 4, ngày tưởng niệm Hoàng Sa, tuyệt nhiên không có một người nào ở trong cái ban chấp hành của cái ông Phan Huy Bách. Ông Huy Bách, ông Huy hay là ông Thù người nào đó. Chứ đâu phải ông Thù, ông Tổng thống Diệm, ông Thù, ông Tổng thống Thiệu, ông Thù các ông tướng lãnh. Tại sao ông không tham gia? Cái điều ông không tham gia đó chứng tỏ bây giờ ông không tham gia truy điệu của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông truy điệu cho ai? Thì ông tham gia với truy điệu cho ai? Ông truy điệu cho ai? Ông nói là bây giờ, ông nói là tại Huy tổ chức hay tại tôi, tại anh Thạch tổ chức, tại người này tổ chức, cho nên tôi không có nói như vậy. Là ông lấy cái chuyện cá nhân, thù hàng cá nhân, cái việc nhỏ mọn để ông đem với cái chuyện đại sự dân tộc. Thấy không? Người ta tổ chức Vua Quang Trung, ông cũng không tới. Thì như vậy thì ông có phải là cựu quân nhân không? Chỉ có cựu quân nhân Cộng sản. Toàn cháu nên nhớ rằng chỉ có cựu quân nhân Cộng sản mới không tham gia tổ chức các tướng lãnh, tổng thống, các người Hoàng Sa đại khái như vậy đó. Thì cháu phải suy nghĩ cho kỹ nha. Đấy, xin nói. Tôi xin có một điểm ở đây. Tôi xin thưa với ông luật sư Toàn và cô Hoàng Hoài Đăng. Ở cái chỗ này là trong cái clip đó có một cái phần nhỏ hoặc là phần nó dài mà hai vị đã mỉa mai cái hồi bảo vệ chính nghĩa của chúng tôi. Thì tại sao mấy là hai vị có nói rằng là có thể có nghĩ rằng là hồi bảo vệ chính nghĩa mà đi bảo vệ không có chính nghĩa, cái chuyện không có chính nghĩa. Thì tôi xin thưa với hai vị như thế này, cái chính nghĩa ở đây là trận chiến Hoàng Sa, nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn tổng thống và những cái mà tổ chức hội chợ Tết cho đồng hương sau 2-3 năm mà Covid, mà những cái ban chấp hành này không làm được. Vì như thế nào? Vì là quý vị cũng biết là bị kiện rồi không có cho bầu cử,
Nếu mà có bầu cử thì giờ này đã có ban chấp hành mới rồi. Mà có ban chấp hành mới thì dân chúng của New South Wales đã hưởng được cái xuân ở đây rồi. Mà quý vị thấy đó, bây giờ không có xuân, không có hội chợ Tết thì người ta cũng ao ước được. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy rằng là, quý vị nói rằng là cái hội báo về chính nghĩa không có chính nghĩa, chúng tôi ủng hộ những cái chính nghĩa, những cái việc làm đầy chính nghĩa, đó là những cái điểm mà chúng tôi nêu lên cho hai vị thấy như vậy. Tôi cũng hỏi anh Thái, bây giờ mấy ông cháu luật sư Toàn nói là các cháu là có chính nghĩa, còn ông Tiến là có chính nghĩa, đúng không? Thì như vậy là cái 14, 15 lần cái phiên tòa đây là kiện cái gì? Kiện cái gì? Có chính nghĩa là kiện cái gì? Bây giờ ông tòa ông nói bây giờ tao không biết mày kiện cái gì hết trơn á, mày về mày giải quyết với nhau đi. Thì cái đó là chính nghĩa chỗ nào ra chính nghĩa ông, cái chính nghĩa phải không? Anh cho biết cái đó. Tôi nghĩ rằng là cái mục đích của họ kiện họ là đưa ra 18 là 20 mà sau này là 18 hội đoàn đó, là theo họ là 18 hội đoàn ma. Thì cái chuyện ma hay không ma đó thì giờ này thì cũng sắp tới cái hồi kết thúc, là tôi biết rằng là sau ngày 8 tháng 2 thì sẽ đưa cái vụ đó ra mediation, tức như là hòa giải theo cái danh sách của bên tòa án họ đưa ra. Mà sau khi hòa giải rồi nếu mà hai bên mà không có chịu nữa đó thì sẽ đưa ra tòa xét xử. Thì mình chờ có tự là tới tháng 3, có cùng lắm là tháng 4 hay hoặc tháng 5 thì phiên tòa đại sự xong thì biết ai là có chính nghĩa, biết ai là không có chính nghĩa. Cái nhóm mà luật sư của ông Tiến đó, trong đó có luật sư, có cháu Toàn, có luật sư Toàn. Nó chính nghĩa mà mình kiện 14, 15 lần, ông tòa ông không biết là anh kiện cái gì. Đó là mày về mày giải quyết với nhau đi, tao không có biết kiện cái gì hết á. Đó. Khi mà ông tòa ông ra lệnh giải quyết với nhau á, thì có cái ông luật sư ông cũng hay nữa. Ông nói, không được, không có, đưa lên là phải đi thẳng tòa. Cái ông luật sư đó thì thật ra đó, ông có bằng thiệt, nhưng mà ông, tôi nghĩ là ông chẳng có hiểu cái gì hết. Ở đây, cái luật ở đây, trên thế giới này, không phải là Úc không, mà trên thế giới này. Khi hai cái nhóm người, hai cái phe mà kẹo với nhau, đầu tiên là người ta yêu cầu ông tòa, ông yêu cầu các anh nói chuyện với nhau, các anh ngồi, anh thỏa thuận với nhau. Tự động các anh không cần ai hết, anh thỏa thuận với nhau. Hai vợ chồng mà đưa ra tòa, ông tòa ông nói, ông bà về nói chuyện với nhau đi, nếu mà không được thì mới đưa tôi. Thì nếu hai ông bà về, hai vợ chồng về, ông nói thôi, chuyện là anh quánh em hay là anh chửi em, cái chuyện đó là thôi, bỏ đi. Thì cái bà vợ, bà bãi nại thì coi như sống, ông tòa ông thứ gì nữa. Thì cái trường hợp này cũng vậy thôi. Đó. Ông Tiến, ông kiện ông Bồ Huy. Thì ông tòa ông nói, thôi, mấy ông về bàn thảo với nhau đi. Thì tại sao các ông bàn thảo với nhau? Ông ngồi nói chuyện với nhau. Ông này mỗi lần kêu ông này, gọi ông này để bàn thảo, ông này đổ thừa qua, ông kêu ông đưa được. Và ngay cả những người ta đứng ra, ta làm cái công việc hòa giải á, các anh còn chửi người ta nữa. Ông ái ông chửi nữa, fuck hell gì đó. Ông chửi ông bác sĩ ở bên Pháp. Ông là cái tuổi của ông là cái tuổi cỡ nào mà ông bác sĩ Nam ở bên Pháp, ông qua đây ông thấy cái cộng đồng nó rắc rối này kia, ông cũng muốn đứng ra. Ông đứng ra ông hòa giải. Mà ông ái ông còn chửi ông nói mà fuck hell. Chửi ông á. Tôi nghĩ như vậy. Cái luật sư ông Tà, cháu Toàn, cháu nếu mà cháu dùng cái câu đó là chú không bao giờ chú nhìn mặt cái cháu đó. Đừng có bắt chước ông Toàn, đừng có bắt chước ông ái. Mà xài cái câu đó đối với những người mà có lòng với tổ quốc, có lòng với dân tộc, giống như bác sĩ Nam. Đó là tôi nói vậy. Kính thưa quý vị khán thính giả, thì chương trình của chúng tôi nếu mà nói về cái chuyện cái clip của Hoài Đăng và ông luật sư Toàn đó, thì cũng có thể kéo thêm được thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi xin hẹn lại với quý vị khán thính giả, chúng tôi sẽ trở lại cái đề mục này khi mà thời gian cho phép, trong những cái ngày cuối năm. Thì ban thế sự chúng tôi cũng kính cầu chúc
tất cả quý vị khán thính giả ở New South Wales cũng như ở trên các tiểu bang khác một năm mới sắp tới đầy hạnh phúc, đầy sức khỏe và nhiều cái sự vui vẻ đến với năm mới. Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và để tôi cũng xin thêm nữa, tức là nhân đây tôi nhắc lại nữa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales kính mời tất cả các cựu quân nhân không phân biệt binh chủng giai cấp quân gì lon lá gì hết trơn á, ai cũng mình cố gắng đến với cộng đồng để làm lễ thượng kỳ cái ngày đầu năm, để chúng ta rửa cái mặt đi những người họ làm lễ hạ kỳ đó. Thì tôi xin quý vị làm như vậy, quý vị có thể ở trong cái hội của chúng tôi, ở không thành vấn đề. Quý vị nên yểm trợ cộng đồng, vì cựu quân nhân là xương sống xương thịt của cộng đồng, thì mình yểm trợ cộng đồng. Khi cộng đồng có cái gì sai mình cứ nói thẳng ra, không có cái gì phải thưa kiện, không có cái gì phải là làm cho mất mặt cái. Không vì mình ghét cộng đồng mà mình đi kéo cờ xuống là sao? Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Thế Sự số 66. Kính chào quý vị.